Chào anh chị trở lại với Hiền Máy Cày, kênh chuyên mua bán máy nông nghiệp cũng như là các loại nông cụ kèm theo, dạng cày, dạng sới, máy cuốn rơm và các loại nông cụ thiết bị kèm theo khác như là làm mũi đầu. Hôm nay thì sẽ dắt mọi người đi một cái tour tại kho máy nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Là ở đây thì chúng ta sẽ có những cái dòng máy là từ 36 đến 135 mã lực, mình có đủ hết. Phía đây là tầng trệt, tầng dưới sẽ có những cái con Mitsubishi GS50A, những con máy này nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản. Tùy vào cái nhu cầu và mục đích sử dụng của mọi người á, thì tôi có làm những cái video để chia sẻ cũng như là để tư vấn hỗ trợ mọi người ở trên cái kênh Hiểu Máy Cày, để mọi người có thể dựa vào đó để mà sắm cho mình một cái chiếc máy nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Tại vì tuy cùng mã lực, một phân khúc mã lực nhưng mà nó sẽ có nhiều kích thước, nhiều trọng lượng khác nhau và cái giá tiền sẽ khác nhau. Bây giờ thì mình sẽ đi dần dần lên phía lầu 1, lầu 2 và lầu 3. Đây là cái tầng trệt. Ở đây thì đang có 2, 4, 6 và 7 chiếc Mitsubishi. Thì đây là chiếc Mitsubishi GS50A này là đã lắp ráp máy che rồi. Giờ thì chúng ta sẽ đi lên trên, có những cái chiếc Jetter ở bên trên. Jetter là những cái dòng máy của Cộng hòa Séc. Giờ mình sẽ đi lên tầng trên. Hiện tại ở đây là cái vị trí tầng 2. Tầng 2 thì ở đây cũng sẽ có một vài chiếc Mitsubishi GS50A. Thì thường máy mà anh chị mua ở các tỉnh, ví dụ như là Tam Nông nè, Tam Nông của Đồng Tháp, hoặc là Minh Lương, Kiên Lương của An Giang, Đắk Lắk, thì máy sẽ được lấy tại kho chính này, kho thành phố Hồ Chí Minh của đơn vị nhập khẩu, thì chúng ta sẽ giao về các tỉnh ở phía dưới. Còn những cái vị trí máy ở phía dưới thì chúng ta để trưng bày, khách hàng nào mà xem á, có nhu cầu xem thì có thể lại những cái vị trí đó, những cái vị trí ở các tỉnh để xem. Đây là Mitsubishi GS50A, nó cũng giống như cái chiếc máy ở phía dưới, nhưng mà mình các anh em chưa có gắp máy che thôi. Mitsubishi 50A. Phía này là cái chiếc Jetta Lobo 2150. Đây là Jetta Lobo 2150 nè. Cũng là một chiếc máy nhập khẩu của Ấn Độ. Jetta là thương hiệu Cộng hòa Séc nhập khẩu Ấn Độ. Mình sẽ có 50, 60, 75 và 90. 75, 90 sẽ nằm ở phía trên, lát nữa tôi sẽ cho mọi người xem. Bên này, phía bên này. Đó, bên này thì chúng ta sẽ có, đây là 60 nè, đây là chiếc máy 60. Đây là chiếc máy 60. Đây là cái chiếc Mitsubishi GS36A, cũng là một cái chiếc máy nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản. Và một điều là cái đùi sau của nó sẽ là đùi treo luôn. Nó sẽ khác với thằng 50. 50 thì chỉ là đùi trước, cầu trước là nó xài cầu treo thôi, còn ở sau nó sẽ thẳng. Còn thằng này 36 mã lực, động cơ nó 3 máy. Và động cơ của nó cũng là nhập khẩu của Nhật Bản luôn. Còn nguyên cái dàn khung, dàn sườn này nhập khẩu của Nhật Bản hết luôn. 36 mã lực, phù hợp với những cái nhu cầu mà anh chị nào mà dùng ở mục đích cho gia đình vài chục hecta gì đó. Ở đây thì có một cái chiếc giao ở Quảng Bình cũng như là ở Phú Đức, Tam Nông, Đồng Tháp đã có chiếc Mitsubishi GS36A này rồi. Cái này là cũng là Mitsubishi GS50 bản. Đây là Mitsubishi GS50, là Jetta 190, 2190, chiếc máy 90 mã lực. Dung tích của nó sẽ là 4.160. Bê tông 105, 920, 60, 75 với 90 thì nó cũng y chang thôi, dung tích nó y chang. Cái đường kính cũng giống nhau, cái hành trình nó cũng giống nhau thôi. Và nó khác là thằng 90 sẽ có cái turbo tăng áp. Đây, 90. 90 nó sẽ khác cái turbo, để cho mọi người xem cái vị trí turbo của thằng 90 luôn. Để dỡ cái nắp capo thì mình sẽ phải sử dụng cái chìa khóa cho cái chiếc này. Đây. Đó, trên màn hình của mọi người đã đang là cái turbo của chiếc 90. Turbo 90, thằng 75 với 60 nó sẽ không có turbo nha. Bởi vậy cái âm thanh của cái thằng 60 và 75 á, khi mà nó nổ á, nó uy lực hơn chút xíu, do không khí của thằng 90 này nó đã bị nén lại rồi, nó đã lấy một phần để nó sử dụng cho cái turbo rồi, nên âm thanh nó sẽ không có uy lực bằng. Tháo turbo ra thì nó 90 sẽ âm thanh nó uy lực lắm. Đây cũng là một cái con 90. Bên kia cũng là một cái chiếc máy 90. Và đây là những cái chiếc 36 này. Sau này thì những chiếc 36. GS36A. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên chiếc Jetta 2175 như là 2160, 190 trên lầu 3.
Đây là cái vị trí lầu 3. Thì phía này là cái chiếc Ransom 6225R. Ransom 6225 thì là chiếc máy nhập khẩu của Hàn Quốc. Chiếc này là 60 mã lực, có turbo tăng áp luôn. Và phía này thì chúng ta sẽ có một số dòng máy như phía này là 75. Ở đây là chúng ta sẽ có máy của 7. Jetta 175. Chiếc Jetta Lobo 175 thì chúng ta sẽ có một số phiên bản như là gầy lì như thế này, gầy thấp và gầy cao. Mình có thể sử dụng gầy cao và lúc mua mình có thể yêu cầu là lấy cái dòng mà gầy cao cho phù hợp với cái vùng miền Tây, cái vùng lúa của mình đó. Vùng lúa nước á, sử dụng gầy cao thì cái độ bám nó sẽ tăng lên. Cái vùng này là cho anh em mà ở vùng ngoài họ chạy trên đường nhiều, nó sẽ không bị tưng bị dòng. Và đây cũng là những cái chiếc 90 bánh lớn, bánh cao nè, là 90 nè, nhìn thấy 90. Chiếc này là cái chiếc 60. Chiếc 90 thì nó sẽ mang cái lốp là 18430. 18430 như thế này. 90, còn đây là 60, mình thấy rõ là nó sẽ mang 16930. 16930 của thằng 60. Đó. Jetta Lobo 2175. Rồi đây là toàn cảnh xung quanh của 3 tầng, tầng trệt, tầng dưới, tầng trệt, tầng 2, tầng 1, tầng 2, tầng 3 của kho máy tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh chị nào mà có nhu cầu về máy nông nghiệp thì có thể theo dõi cái kênh YouTube Hàng Máy Cày để tham khảo những cái video chia sẻ về cái cách mà chúng ta chọn một cái chiếc máy cày phù hợp với cái nhu cầu và mục đích sử dụng của mình. Trên đó nó sẽ có nhiều cái chia sẻ cho nhiều anh chị từ vùng miền khác nhau, cũng như là những cái hình ảnh mà máy móc chạy thực tế ở ngoài ruộng, ngoài đồng. Thì bây giờ thì cho tôi sẽ xin phép kết thúc cái đoạn video này ở đây. Để nếu mà mọi người có cái vấn đề gì về máy nông nghiệp hoặc là cần tư vấn hỗ trợ gì về máy nông nghiệp thì có thể liên hệ thông qua số điện thoại bên dưới, sẽ tư vấn cho mọi người về từng cái dòng máy và từng cái nhu cầu mục đích sử dụng của mình. Bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau nha.